Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thưa quý vị, theo đo lường của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 11 giờ 19 phút trưa ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam và huyện Vệ Ninh, Nghĩa Hồi và Miêu Tự Trị, biên giới tỉnh Quý Châu. Trận động đất xảy ra ở tọa độ 27,5 độ Vĩ Bắc, 104,0 độ Kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 14 km. Và lúc 12 giờ 16 phút trưa, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter khác đã xảy ra ở huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông với độ sâu tiêu cự là 10 km. Tâm chấn của trận động đất cường độ 5,7 và 5,6 độ Richter ở Y Lương và Ngụy Ninh cách huyện Y Lương khoảng 15 km, cách Đại Quan 30 km, cách thành phố Chiêu Thông 33 km, cách thành phố Lục Điếm 56 km và cách thành phố Côn Minh khoảng 300 km. Trận động đất xảy ra ở phía đông của khối hình thoi Tứ Xuyên Vân Nam, nơi các đứt gãy hoạt động có xu hướng đặc biệt đã phát triển. Cấu trúc tạo địa chấn của trận động đất này nằm gần đứt gãy Tây Vu Hà và đứt gãy Chiêu Thông, và cơ chế tiêu điểm là trượt ngang. Tính đến 13 giờ ngày hôm qua, trong vùng động đất đã xảy ra 10 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên, trong đó có 6 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 2 trận động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter. Cường độ 5,7 và 5,6 độ Richter ở Y Lương đã tạo thành một trận động đất kép. Đã có những trận động đất mạnh 5 độ Richter ở khu vực lân cận khu vực này. Những năm trước đã có 8 trận động đất mạnh 5 độ Richter trở lên trong phạm vi 50 km xung quanh khu vực động đất. Trận động đất lớn nhất là ở Quý Châu và 2 trận động đất 5,8 độ Richter ở Đại Quan, cách trận động đất lần lượt là 11 km và 23 km. Kể từ năm 1948, đã có 28 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên trong phạm vi 100 km tính từ khu vực xảy ra động đất, lớn nhất là trận động đất 7,1 độ Richter năm 1974, cách trận động đất này 78 km. Đánh giá các loại động đất lịch sử gần khu vực động đất, các trận động đất tương đối phức tạp, có các loại trận động đất chính và dư chấn và loại trận động đất kép. Trong đó, 8 nhóm trong số 11 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn. 5 nhóm chấn động chính và dư chấn chiếm 63%. Tuy nhiên, hầu hết các trận động đất trên 5 độ Richter đều là động đất kép hoặc động đất quét. Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra ở Diên Tân, phía bắc Diên Tân. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ vào chiều ngày thứ Tư rằng, kể từ tháng này, các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hà Nam và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục. Đặc biệt trong tuần qua, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở miền Trung và miền Nam Thiểm Tây, lưu vực Tứ Xuyên, miền Tây và miền Bắc Hoàng Hoài. Trong đó, miền Nam Thiểm Tây và Đông Bắc Tứ Xuyên có lượng mưa từ 300 đến 500 mm. Theo thống kê mới nhất cho đến nay, lượng mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam, khiến 14,924 triệu người bị ảnh hưởng, 75 người chết, 92 người mất tích và 1,421 triệu người phải di rời khẩn cấp. Trong đó có 572.000 người phải di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 650,6 nghìn ha, trong đó 508 nghìn ha bị mất trắng, 129.000 ngôi nhà bị sập và 300.000 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,27 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã làm rung chuyển bang Sikkim, Ấn Độ, ảnh hưởng đến 13 quận Sikkim, Tây Tạng, làm 7 người chết, 37 người bị thương và khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại. Theo các báo cáo, sau lũ lụt, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong vùng thiên tai đã hết sức quan tâm, kiên quyết phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác hỗ trợ đời sống, tái định cư tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, đảm bảo hiệu quả cuộc sống cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Để đối phó với những thảm họa bất ngờ ở 4 tỉnh, khu tự trị Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam, Tây Tạng,
Bộ Nội vụ đã khẩn cấp phân bổ 5.000 chiếc lều, 20.000 chăn bông và 20.000 áo khoác bông cho các khu vực bị thiên tai ở Thiểm Tây. Khu dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung tâm Tây An đã nhận 4.000 chiếc lều đặc biệt và 5.000 chăn bông đã được phân bổ khẩn cấp từ kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương ở Thành Đô đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tứ Xuyên. Kính thưa quý vị, mưa lớn khiến hơn 110.000 người ở An Khang, Thiểm Tây bị ảnh hưởng. Người dân địa phương đã được di rời kịp thời. Cục Bảo tồn nước tỉnh Thiểm Tây và Cục Quản lý khẩn cấp An Khang cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm nay, phía Nam và Đông Nam Thiểm Tây có lượng mưa lớn. Tính đến 12 giờ 40 phút ngày hôm nay, thiên tai lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến 113.030 người ở An Khang, Thiểm Tây, 21.910 người đã được di chuyển khẩn cấp đến nơi tránh trú tạm và 23.849 người đã được chuyển và tạm trú trước đó. Được biết, trong đợt mưa này có 74 huyện của tỉnh Thiểm Tây có mưa, trong đó có 11 huyện trên 100mm, lượng mưa tích lũy tối đa là 171,8mm. Tại trạm Pháp Long, Trấn Bình bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, 12 con sông và 12 trạm ở tỉnh Thiểm Tây có 21 đỉnh lũ, một số con đê ở huyện Trấn Bình và một số khu vực trong huyện bị ngập. Là một trong những trung tâm của trận mưa lớn này, 116 thị trấn và 12 quận ở thành phố An Khang đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Các loại cây trồng như khoai tây, ngô và thuốc lá sấy ngô bị hư hại. Cơ sở hạ tầng như hệ thống cấp nước, đường xá và bờ kè bị hư hại nhưng không có thương vong. Hiện tại, những người thuộc diện phải di chuyển khẩn cấp khỏi địa phương đã được bố trí tạm trú hợp lý tại 108 khu tạm trú tập trung của thành phố, bao gồm các khu thể thao, tạm trú phân tán cùng người thân và bạn bè. Trước lượng mưa lớn, Cục Thủy lợi tỉnh Thiểm Tây đã tăng cường theo dõi và dự báo tình trạng nước và mưa, điều động các hồ chứa xả nước trước, sơ tán cư dân xung quanh các hồ chứa một cách khoa học, đồng thời đưa ra cảnh báo lũ lụt đặc biệt đối với các khu vực có mưa lớn. Phối hợp với Cục Khí tượng tỉnh Thiểm Tây đưa ra cảnh báo khí tượng với mưa lớn và lũ lụt trên núi và phát sóng nhắc nhở cảnh báo trên các chương trình thời tiết trên TV. Cục Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây yêu cầu tất cả các thành phố và quận có liên quan phải tăng cường giám sát, cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng thủ khác nhau và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai ở mức độ lớn nhất. Theo dự báo, hầu hết các nơi ở Thiểm Tây có mưa nhỏ, mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở Nam Thiểm Tây, phần lớn Quang Trung và Tây Thiểm Tây. Sở Dân Chính tỉnh Thiểm Tây cho biết vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm kia rằng, tính đến 9 giờ ngày hôm kia, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 451.000 người ở 28 huyện và quận của 7 thành phố, bao gồm Hán Trung, An Khang, Bảo Kê, Hàm Dương, Vị Nam, Nhã An và Thông Xuyên. Cho đến nay đã có 4 người chết. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để cứu trợ thiên tai ở tỉnh Thiểm Tây. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Thiểm Tây, tính đến 9 giờ ngày hôm nay, 28 quận thuộc 7 thành phố gồm Hán Trung, An Khang, Bảo Kê, Hàm Dương, Vị Nam, Diên An, Thông Xuyên đã bị lũ lụt. Mưa lũ đã khiến tổng số 451.000 người bị ảnh hưởng, 34.000 người phải di rời, 4 người chết và 13 người mất tích, 37.890 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 4.650 ha bị phá hủy, 3.400 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, hơn 7.000 ngôi nhà nói chung bị hư hại, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 900 triệu nhân dân tệ. Được biết, sau mưa lũ, thành phố Hán Trung đã triển khai ứng phó khẩn cấp, cứu trợ thiên tai cấp độ 2, phân bổ 1,45 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ lũ lụt và tích cực thực hiện công tác tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Huyện Phong Bình đã cử một nhóm công tác mang theo thiết bị liên lạc vệ tinh khẩn trương đến thị trấn Nhạc Bá, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Chiều ngày hôm kia, Ban Nội chính tỉnh cử đoàn công tác do Đông Á Minh, Giám đốc Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh, dẫn đầu đến huyện Phong Bình để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Tổ chức di rời dân vùng nguy hiểm, sắp xếp ổn định đời sống cơ bản của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay, để đối phó với lũ lụt gần đây trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu của tỉnh Thiểm Tây, chính quyền tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp với mưa lũ ở tỉnh Thiểm Tây. Phùng Tân Trụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây đã dẫn đầu các đồng chí phụ trách các vấn đề dân sự, tài chính, thủy lợi và các bộ phận khác gấp rút đến khu vực bị lũ lụt ở Hán Trung để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt. Quý vị thân mến, thiệt hại kinh tế 461 triệu đô la Mỹ, 185.900 người và 491.000 ha đất nông nghiệp ở Đại Lý, Vệ Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và một ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4 đã được đưa ra cho Thiểm Tây.
Theo tin từ CNR, thành phố Vệ Nam, tỉnh Thiểm Tây cho biết, do quá trình thời tiết mưa 5 đợt liên tiếp gần đây ở huyện Đại Lý, thời gian mỗi đợt kéo dài và lượng mưa tích lũy lớn, hiện tại 491.000 ha đất nông nghiệp ở huyện Đại Lý đã bị ảnh hưởng do mưa bão, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu hoạch vụ hè. Cho đến nay, 108 ngôi làng ở 17 thị trấn ở huyện Đại Lý đã bị ảnh hưởng với dân số 185.900 người và diện tích 491.000 ha cây trồng đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 461 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, do thời tiết vụ hè có nhiều mưa nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu hoạch năm nay. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được 79.000 ha ngô và 11.000 ha rau các loại. Theo thống kê của Cục Khí tượng, tính đến 21 giờ ngày thứ 6 tuần qua, lượng mưa tích lũy trên địa bàn huyện Đại Lý là 681,0mm, cao hơn khoảng 60% so với mức trung bình 424,4mm cùng kỳ các năm trước. Trong đó, có 3 trận mưa lớn liên tiếp trong tháng này, lượng mưa đạt 290,6mm, nhiều hơn 272% so với trung bình cùng kỳ các năm trước, đứng thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau 300,9mm của năm 2021. Hai sở chịu thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở Thiểm Tây và Sơn Tây cũng đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4. Theo tin tức khách hàng của CCTV, vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Hai, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Cục Quản lý khẩn cấp đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4 đối với mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng gần đây ở các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, đồng thời gửi một đoàn đến vùng thiên tai để kiểm tra tình hình lũ lụt tại chỗ và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương làm tốt công tác di dời, tái định cư và hỗ trợ đời sống cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật, Văn phòng Ủy ban Công tác Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai tỉnh Thiểm Tây đã ban hành một thông tư nêu rõ rằng, kể từ ngày đầu tháng, tỉnh Thiểm Tây thường có mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ đã gây ra sạt lở đất và các tai biến địa chất khác ở nhiều nơi do mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo các quy định về ứng cứu khẩn cấp thiên tai của tỉnh Thiểm Tây, Văn phòng Ủy ban Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai tỉnh đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 thiên tai cấp tỉnh vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, đề nghị các đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo giảm nhẹ thiên tai tỉnh hướng dẫn thành phố, quận làm tốt công tác xác minh thiên tai, cứu trợ thiên tai và khắc phục, tái thiết sau thiên tai theo chức trách của mình. Thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.